Vâng, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cho mọi người chủ đề đào tạo bác sĩ thú y. Bối cảnh hiện tại thì kinh tế đang rất là khó khăn và cái sự cạnh tranh chưa bao giờ lớn như ngày hôm nay. Số lượng những phòng khám từ Bắc chí Nam mọc lên cực kỳ nhiều. Và một cái nhu cầu chung hiện tại đấy là nhanh chóng thực hiện tốt cái công việc mà mình đang làm, giúp ích cho xã hội và giảm những cái chi phí tổn hao trong quá trình học tập. Đấy là cái việc mà mình học tập quá nhiều lớp mà lại không thể liên kết lại được với nhau và giảm bớt được những tư duy tiêu cực, tức là những cái stress, những cái mệt mỏi của mình, để mình có thể tư duy được thông thoáng hơn, để có thể phát triển thêm nữa. Bởi vì cái ngành nghề của mình không dừng lại. Và một nhu cầu nữa, đấy là giúp cho chúng ta quản trị được chất lượng của đội ngũ nhân sự, đánh giá, cải tiến và cấp chứng nhận cho từng giai đoạn học tập của họ. Vậy, chúng ta cần gì? Đầu tiên là mình cần xác định cái lộ trình học tập và kiểm tra trên thang đo tiêu chuẩn, rồi tối ưu và cùng nhau tạo nên một cái môi trường lành mạnh, rồi dành thời gian để việc phát triển kinh doanh và nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình, chứ không phải là suốt ngày lo cái chuyện mà cạnh tranh và quên đi cái chuyện là phát triển bản thân và phát triển cái trải nghiệm sống của mình. Thế thì trong cái bối cảnh và nhu cầu như vậy thì tại sao tôi lại chọn cái CBBE? Có thể là cái hiểu biết của tôi vẫn còn hạn chế, cho nên đối với tôi nó hiện tại đang là tốt nhất. Nó được rất là nhiều nước sử dụng, nó có hiệu quả vượt trội và nó rất là dễ ứng dụng. Về CBBE thì CBBE là một cái từ viết tắt của tiếng Anh. Nói tóm lại nó là đào tạo dựa trên năng lực, tức là đào tạo và bám sát vào cái mục tiêu cuối cùng. Có nghĩa là đo lường ở trên cái năng lực thực hiện công việc của học viên, từ đó mà tiếp tục đào tạo hoặc thiết kế khóa học. Thế thì cái khung chương trình này được thống nhất vào năm 2015 bởi Hiệp hội các trường chuyên nghiệp thú y của nước Mỹ. Hiệp hội các trường thú y chuyên nghiệp này thì được thành lập từ năm 1966 rồi. CBBE được dùng tại các trường nổi tiếng và nó được xem là một trong những khung chương trình tốt nhất hiện nay trong lĩnh vực đào tạo thú y, và nó đảm bảo sinh viên không chỉ giỏi lý thuyết mà thành thạo và thực hành. Chúng ta sẽ có thể lấy một vài ví dụ như cái NC State University này là một cái trường đào tạo về thú y này, thì họ có sử dụng cái khung chương trình CBBE và họ còn làm hẳn một cái trang để nói về cái này nữa. Đó, các bạn có thể truy cập vào trang này để nghiên cứu thêm. Trường này chuyên đào tạo về thú y luôn. Nó được đánh giá cao về cái tính khả thi và hiệu quả. Thì đây là một cái bài báo cáo về cái việc đo lường và đánh giá chất lượng của cái khung chương trình CBBE, và nó được đánh giá rất là cao. Và cái tầm ảnh hưởng của cái nơi mà tạo ra cái khung này đó là cái hiệp hội các cái trường chuyên nghiệp thú y của nước Mỹ ấy, thì nó phân bố khá là nhiều nơi trên thế giới. Thế thì lợi ích của khung CBBE này là gì? Nó tiết kiệm được cái thời gian và cái chi phí học tập, bởi vì bọn mình sẽ biết rõ được là bọn mình cần phải học cái gì và học đến đâu để thực hiện cái công việc của mình, và mình học tới đó thì mình là ai và mình đã đạt đến cái trình độ nào. Hiệu quả của nó rất là nhanh, tức là nó có những cái hướng dẫn vô cùng chi tiết chi li, và bọn mình cũng có hệ thống đào tạo và kiểm tra rồi, cho nên là chỉ việc ứng dụng vào là làm được luôn. Đây cũng là một khung tóm tắt rất là hiệu quả cho những cái nhà quản lý để có thể kiểm soát được cái trình độ nhân sự của mình, xem là nó cần phải cải tiến ở đâu và nó xứng đáng với cái vị trí đấy hay không. Và trên hết, một cái điều rất quan trọng đấy là các anh em thú y trên cả nước ấy, là một lực lượng rất là lớn và hiểu lẫn nhau, mọi người có chung một nỗi đau và mọi người có chung một công việc. Chúng ta rất là cần một cái nhu cầu là làm việc nhóm, làm việc chung lẫn nhau và có một cái khung để hội chẩn. Bởi vậy cho nên là một cái medical report rất là quan trọng, chúng ta cần phải xây dựng những cái tiêu chuẩn chung để có thể dễ dàng nói chuyện được với nhau. Khi chúng ta đã có một cái tiêu chuẩn mang cái tầm cỡ quốc tế thì nó sẽ nâng tầm chung các cái bác sĩ thú y của Việt Nam lên. Thế thì cái nội dung của khung chương trình này là gì? Có 3 điểm quan trọng. Bác sĩ thú y đúng nghĩa thì cần biết 9 điều. Một phòng khám bình thường thì cần làm 8 việc. Và cái thứ ba là tiêu chí đánh giá học viên và nhân sự. 9 điều bác sĩ thú y cần biết. Đấy là kỹ năng khám và lý luận lâm sàng, thu thập thông tin. Tiếp theo là khả năng chữa bệnh, tức là thi hành những cái phác đồ và những cái thao tác y tế. Rồi tiếp theo là chăm sóc bầy đàn, chăm sóc quần thể và những cái con mà nó ở trong trại. Tiếp theo là sức khỏe cộng đồng, làm những việc liên quan đến y tế cộng đồng. Cái tiếp theo là giao tiếp, mà kỹ năng giao tiếp
giữa người với người và khả năng phối hợp, sau đó là khả năng duy trì tác phong để tạo ra một cái hình ảnh bác sĩ thú y đúng nghĩa. Một cái phần không thể thiếu đấy là phần quản lý tài chính. Thế thì khi bác sĩ thú y mà không có cái kỹ năng quản lý tài chính thì người ta cũng sẽ thất bại và nó không làm lên một bác sĩ thú y đúng nghĩa được. Và cuối cùng, cái quan trọng nhất đấy là cái khả năng nghiên cứu, tự sửa chữa và khả năng truyền đạt lại cho những người khác. Thì cái mục này vô cùng quan trọng. Một kỹ năng sẽ chỉ có thể tốt nếu như mà mình có thể truyền đạt được nó cho người khác. Và mình chỉ có thể hiểu một vấn đề đủ rõ khi mà mình dễ dàng trao nó cho người khác, dễ dàng nói nó cho người khác hiểu. Thì cái khả năng nghiên cứu này rất quan trọng và nó cũng giúp tối ưu cái trình độ của mình. 8 việc mà một phòng khám cần phải làm, nó đại diện cho 8 cái quy trình thường mà mình sử dụng ấy. Thì nó có quy trình tiếp nhận bệnh, quy trình chẩn đoán, quy trình điều trị, quy trình phân loại cấp cứu. Cái khâu thứ 5 là khâu tối ưu. Thì khâu tối ưu này được tách ra làm một cái quy trình riêng là liên tục phải khởi chạy. Cái quy trình thứ 6 là quy trình dành cho những phẫu thuật viên, quy trình gây mê hồi sức, quy trình phòng ngừa và tuyên truyền cho cộng đồng. Đây là 8 cái quy trình thường thực hiện trên một phòng khám. Cái cách đào tạo khung CPVE này á, thì nó chia làm hai phương pháp. Thứ nhất là mình có thể chọn cái nhánh bên tay trái, là mình chọn học theo năng lực. Thì 9 cái thứ mà một bác sĩ thú y cần biết, nó được xây dựng từ trên 32 kỹ năng. Mỗi một kỹ năng này á, nó có 6 bậc học. Sau khi mà mình chọn ra được những cái mà mình cần, thì mình sắp xếp xem cái thứ nào mà dùng nhiều nhất thì mình học trước. Sau đấy thì mình thực hành theo kế hoạch. Phương pháp thứ hai là mình chọn theo hệ quy trình, tức là mình sẽ chọn những cái việc mà phòng khám thường làm để mà mình học. Ví dụ có một nhân sự mới vào và mình muốn là nhân sự này sẽ thu thập thông tin và khám bệnh, thì mình sẽ giảng dạy cho họ theo nhóm quy trình số 1. Thì 8 quy trình này được xây dựng từ 32 kỹ năng, nhưng mà nó được tổ hợp sẵn, mình cứ lấy cái đấy ra để mình đào tạo là được. Họ sẽ làm được trọn vẹn những quy trình mà mình chỉ định. Sau đó mình sẽ sắp xếp xem là quy trình nào thì giao cho ai. Nó làm cho cái hệ thống nhân sự ấy, là họ sẽ độc lập, không có chuyện một người nắm tất cả. Thì đây là cái hệ chọn chương trình theo quy trình cũng rất là lợi ích. Việc sắp xếp thì mình chọn những việc trọng yếu thì mình học trước, sau đó mình thực hành. Thì đây là cái quá trình chọn phương pháp để học. Sau đó thì mình tiến hành bài kiểm tra. Thì bài kiểm tra cho từng kỹ năng nó sẽ có thi vấn đáp, thi viết và thi thực hành. Sau đó phần đánh giá cuối cùng đó là do đồng nghiệp đánh giá. Thì những cái đánh giá này là phải làm liên tục nhiều lần. Mình lấy ví dụ, nếu như mà muốn đánh giá một cái năng lực nhóm 1, ví dụ như là nhóm 1 đi, nó là cái năng lực thu thập thông tin và phân loại bệnh ấy, thì nó có chia ra làm 6 cấp độ và tiêu chí để đánh giá ở cái trình độ học viên đầu tiên là thực tập sinh. Thì thực tập sinh này đã bắt đầu học các kỹ năng cơ bản trong việc nhận diện hành vi, xem là con chó nào dữ, con chó nào hiền, con mèo nào có khả năng cào, thì để tránh những cái khả năng mà mình bị cào, bị cắn, bị tấn công. Đấy là những cái tối thiểu. Sau đó thì xử lý và kiểm tra động vật, cũng như thực hiện các cái xét nghiệm chẩn đoán đơn giản. Tất cả đều phải có người giám sát. Thì đấy là trình độ sơ cấp số 1, tức là dành cho thực tập sinh. Còn trình độ sơ cấp thứ 2 thì là thực tập sinh đã có kinh nghiệm, gọi là học viên. Lúc này thì các cái bạn đấy đã bắt đầu tập tành khám lâm sàng, khám tổng quát và đang trong giai đoạn tối ưu thao tác cầm cột và khống chế thú. Bắt đầu đọc và học các cái kết quả xét nghiệm mà nó phân theo từng nhóm bệnh, và bạn ấy vẫn cần người giám sát. Ở cái mức độ sơ cấp thứ 3 thì cái sự độc lập của bạn ấy đã tăng lên. Lúc này thì bạn ấy đã được quyền bắt đầu nói chuyện và hỏi bệnh. Và cái mẫu hỏi bệnh là được đưa sẵn, thực hiện luyện tập thêm các bước khám và có thể độc lập khống chế thú, tức là làm một mình ấy. Và đang trong cái quá trình rèn luyện thêm kỹ năng đọc kết quả xét nghiệm, và đôi lúc ấy thì làm một cách máy móc mà, cho nên là thu thập dữ liệu sẽ thừa hoặc thiếu, và thiếu những cái câu hỏi mở rộng để phân biệt bệnh này với bệnh kia. Ví dụ như lại chỉ định test Pavo cho những con mà nó quá tuổi hoặc là nó không có triệu chứng đặc biệt, đấy kiểu thế. Rồi đến giai đoạn vào nghề, và sau cái giai đoạn vào nghề thì là hai cái tiêu chí nữa là giai đoạn lành nghề và giai đoạn chuyên gia.
Thì đối với cái giai đoạn vào nghề ấy, các bạn ấy phải thu thập được thông tin liên quan, có thể bỏ sót các điểm quan trọng, ngoại trừ những cái loại trừ những cái bệnh lý mà nó đặc trưng ấy, thì các bạn ấy có thể là cũng chưa tinh vi đến mức độ mà phân tích được nhiều bệnh. Khám lâm sàng lúc này thì tương đối nhất quán và xác định mô tả, ghi lại những bất thường chính yếu, thường xuyên giải thích đúng kết quả xét nghiệm và phòng thí nghiệm. Tuy nhiên thì đôi lúc gặp khó khăn khi mà phải giải thích các cái kết quả xét nghiệm bằng những cái số liệu rất đặc biệt, thì đấy là cái trình độ vào nghề. Ví dụ như thế nhé, thì ở cái năng lực nhóm 1 này thì học viên và bác sĩ thú y và người sử dụng lao động sẽ có thể dễ dàng đánh giá được xem là nhân sự của mình ở nhóm năng lực này đã tốt hay chưa và họ cần học thêm hay không. Đó là cái phương án để mà mình kiểm tra. Kết luận ấy, thì khung CBVE là một khung chương trình đào tạo rất là ưu tú và được sử dụng rộng rãi trên thế giới, được nhiều tổ chức công nhận và giúp chúng ta xác định được những kiến thức chúng ta cần phải học và dễ dàng có thể tự đánh giá bản thân để tối ưu trình độ nội bộ. Thứ ba nữa là nội dung đào tạo của khung này thì rất là đầy đủ, từ khám bệnh cho đến lý luận, tiêm, truyền, phẫu thuật, vệ sinh, bảo quản vật tư thì đều có đủ, rất là toàn diện. Những cái mà mình vừa mới đọc hồi nãy nó chỉ là một phần thôi, còn từng chi tiết của những cái bậc học đó nó còn có rất nhiều dữ liệu nữa. Và cái thứ tư là mỗi bác sĩ thú y nên nghiên cứu cái khung này và để cùng nhau tạo ra một cái văn hóa chia sẻ, hội chẩn, giao lưu với tiêu chuẩn chung và hiệu quả. Vâng, phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.